Đây là toàn cảnh đèn trần ngày 15 và đèn trần đang diễn ra phát ấn nha các mọi người nhá. Các xe từ các tỉnh về rất đông luôn. Người ta về người ta xin ấn đấy các bạn. Rất nhiều xe. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào đèn trần xem người ta phát ấn như thế nào. Bây giờ chắc người ta đi về gần vãn xe ô tô xếp rất là nhiều. Tiếp mái cổng ngoài kia không có kìa mọi người. Hai bên người ta bán rất nhiều cây bonsai mini mọi người. Nhưng không có nhiều khách người ta xem lắm. Cái giữa có một cây hoa giấy không? Cây hoa giấy khá đẹp. Đây có sổ số tự chọn các bạn. Đây có nhiều cái lộc bình bằng gỗ rất là đẹp. Những lễ hội người ta đang tháo hết ra rồi. Chắc là chỉ thêm 1-2 ngày thì vậy. Người ta tháo là cũng sớm. Cơ động đang đi bóp còi rồi. Người ta thu dọn chiến trường các bạn. Hàng quán khá là đông. Lễ hội để ăn uống mua sắm mà làm ăn khá là được đấy các bạn. Để quá đông người đấy như thế này, lượng người ta có nhu cầu mua sắm rất là nhiều. Hôm nay trời khá là nắng, đi một chút là cũng khá là bức, tụt mồ hôi các bạn. Bên này người ta làm kiên cố hơn rất nhiều tượng đẹp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rất nhiều ô tô về đây xin xin ấn. Sau bên này chúng ta sẽ thấy đông hơn hẳn đấy các bạn. Bên này mới là bên cầu tài, cầu lộc, cầu đủ thứ trong một năm. So với chùa phố mình bên này rất là đông luôn. Chúng ta đi vào trong xem có cái trò chơi gì vui nhộn không nhá. Hôm nay mặc dù là ngày thứ tư rồi nhưng mà người ta vẫn đi hội khá là đông. Người ta sẽ đi từ cổng bên trái vào cổng bên phải và ra bên trái các bạn. Chúng ta sẽ đi vào cổng chính trước, đền chính trước và sẽ đi đền phụ sau. Đông lắm nha mọi người nha. So với tối hôm qua thì không đông bằng nhưng mà cũng rất là đông ấy. Ông lấy một chiếc đi. Đây người ta phát ấn này các bạn. Nơi phát ấn đèn chuẩn. Diễn đàn lễ phát ấn nha mọi người nha. Rất đông người luôn. Thank you.
người trần thế chúng con bình an, một phương nước non thanh bình nhà lời cháu con thiện tri. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy bấm like, comment và hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh mình nha.